Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, các cụ vẫn thường nói, tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật khó. Tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Xây được một căn nhà đã khó, nhưng để việc chuyển vào nhà mới được may mắn và thuận lợi, thì việc lựa chọn ra ngày tốt nhập trạch là việc không thể thiếu đối với mỗi gia chủ. Chọn ra được một ngày tốt không những giúp gia chủ yên tâm, mà còn phù trợ cho ngôi nhà có được cát khí, tốt càng thêm tốt. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày nhập trạch tốt nhất trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm trong ngày nhập trạch tháng 10 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ nhập trạch trong tháng 10 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất nhập trạch trong tháng 10. 4. Tuổi nào dùng được những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là năm nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác nhập trạch được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày nhập trạch tóm tắt như sau. Sau khi đã xây và hoàn thiện xong nhà, chúng ta chuyển đồ về nhà, lau dọn sạch sẽ rồi tiến hành nghi lễ nhập trạch. Trong ngày nhập trạch chuẩn bị đồ lễ, ấm đun nước, đồ bốc bát hương, quý vị lưu ý trong bát hương phải được nạp cốt thất bảo để cho bát hương được tụ khí, đồng thời lưu giữ lời nguyện cầu và thông linh với các bậc thần linh, gia tiên. Sau khi bốc bát hương và làm nghi lễ nhập trạch, gia chủ tiến hành bật bếp nấu một ấm nước sôi để pha trà, cúng thần linh, gia tiên và mời khách. Bếp phải được bật liên tục ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ nhập trạch nhé. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày nhập trạch. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy, không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt để tiến hành công việc nhập trạch trong tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để lựa chọn cho mình những ngày tốt lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can, địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt lành nhất cho những người chưa biết phong thủy, những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư nhé. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày nhập trạch phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây. 1. Ngày kỵ nhập trạch, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt yểm, thiên tặc, địa tặc, vãng vong, trực kiến, trực phá, trực bình, trực thâu, âm thác, dương thác, xiên ổn, thiên ổn, thiên hỏa, hoang vu, hung nhật. 2. Ngày hợp nhập trạch, ngày tốt nhập trạch bao gồm những ngày thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, hoàng đạo, minh đường, thiên ân, mẫu thương, trực hành, trực khai, trực mãn và ngày nhập trạch châu đường. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất nhập trạch trong tháng 10 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 dương lịch đến 23 tháng 11 dương lịch. Tháng 10 là tháng Tân Hợi, là tháng có đủ 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Hợi, ngày 30 là ngày Canh Thìn. Trong tháng 10 có hai tiết khí là Lập Đông và Tiểu Tuyết. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 10 âm lịch là ngày Dậu và ngày Thìn, bao gồm các ngày
mùng 6 Bính Thìn, 18 Mậu Thìn, 30 Canh Thìn, 11 Tân Dậu, 23 Quý Dậu. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày Thụ Tử trong tháng 10 âm lịch là những ngày thân, bao gồm mùng 10 Canh Thân và 22 Nhâm Thân, cũng kiêng kỵ không làm gì. 3. Là ngày Dương Công Kỵ trong tháng 10 là ngày 23 Quý Dậu, kỵ mọi việc liên quan đến động thổ xây dựng. 4. Ngày Tam Nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Sửu, mùng 7 Đinh Tỵ, 13 Quý Hợi, 18 Mậu Thìn, 22 Nhâm Thân và 27 Đinh Sửu. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 5. Là ngày Nguyệt Kỵ bao gồm các ngày mùng 5 Ất Mão, 14 Sáp Tý, 23 Quý Dậu, trùng với ngày Dương Công Kỵ. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 6. Là ngày Nguyệt Yểm. Trong tháng 10, ngày Nguyệt Yểm là những ngày Sửu, bao gồm các ngày mùng 3 Quý Sửu, 15 Ất Sửu và 27 Đinh Sửu. 7. Là ngày Thiên Tặc, cũng là những ngày Sửu trùng với ngày Nguyệt Yểm. 8. Là ngày Địa Tặc, là những ngày Thìn, bao gồm có 3 ngày, mùng 6 Bính Thìn, 18 Mậu Thìn và 30 Canh Thìn. 9. Là ngày Vãng Vong, là những ngày Mùi. Trong tháng 10, ngày Mùi bao gồm mùng 9 Kỷ Mùi, 21 Tân Mùi. 10. Là ngày Trược Kiên. Trong tháng 10, Trược Kiên là những ngày Hợi, bao gồm các ngày mùng 1 Tân Hợi, 13 Quý Hợi và 25 Ất Hợi. 11. Là ngày Trực Phá là những ngày Tỵ, bao gồm ngày mùng 7 Đinh Tỵ và 19 Kỷ Tỵ. Hai ngày này ngoài việc chặt cây, lấp giếng và phá dỡ nhà cửa thì không dùng cho việc gì khác. 12. Là ngày Trực Bình là ngày Dần, bao gồm các ngày mùng 4 Sáp Dần, 16 Bính Dần và ngày 28 Mậu Dần. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều cát tinh thì dùng được. 13. Là ngày Trực Thu là những ngày thân, bao gồm mùng 10 Canh Thân và 22 Nhâm Thân, trùng với ngày Thụ Tử nên bỏ qua không xét. 14. Là ngày Âm Thác là ngày mùng 3 Quý Sửu, ngày này trùng với Tam Nương nên không dùng. 15. Là ngày Dương Thác là ngày 13 Quý Hợi, trùng với ngày Tam Nương. 16. Thiên Ôn là những ngày Hợi, bao gồm các ngày mùng 1 Tân Hợi, 13 Quý Hợi và 25 Ất Hợi, trùng với ngày Trực Kiến và ngày Tam Nương nên bỏ qua không dùng. 17. Là Thiên Hỏa là những ngày Mão, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Mão, 17 Đinh Mão và 19 Kỷ Mão. 18. Là ngày Hoang Vu là những ngày Dần, bao gồm các ngày mùng 4 Sáp Dần, 16 Bính Dần và ngày 28 Mậu Dần. 19. Ngày Hung Nhật là những ngày Hợi, trùng với ngày Nguyệt Kiến, ngày Thiên Ôn. 20. Là ngày Thổ Nguyệt Yên Hỏa là ngày Sửu, là ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 3 Quý Sửu, 15 Ất Sửu, 27 Đinh Sửu, mùng 9 Kỷ Mùi và 21 Tân Mùi. 21. Ngày Chánh Nguyệt Yên Hỏa là ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 2 Nhâm Tý, 14 Sáp Tý và ngày 26 Bính Tý. Ngày 14 Sáp Tý trùng với ngày Nguyệt Kỵ nên không xét. 22. Ngày xấu cuối cùng kỵ trong việc nhập trạch là những ngày Sửu, bao gồm các ngày mùng 3 Quý Sửu, 15 Ất Sửu, 27 Đinh Sửu. Đó là 22 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc nhập trạch cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ được những hung tinh, ta xét cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 23. Ngày cát nhật nhập trạch, bao gồm những ngày sau. 14. Giáp Tý trùng với ngày Nguyệt Kỵ và ngày Chánh Nguyệt Yên Hỏa không nên dùng. Ngày 15. Ất Sửu trùng với ngày Thổ Tuyệt Yên Hỏa nhưng lại là ngày cát nhật để nhập trạch, vậy nên ngày này cần xét thêm. Ngày 27. Đinh Sửu trùng với ngày Tam Nương nên bỏ qua. Ngày mùng 3. Quý Sửu trùng với ngày Tam Nương. Ngày 28. Mậu Dần mặc dù là ngày Trực Bình nhưng là ngày cát nhật nên dùng được. Ngày 16. Bính Dần cũng là ngày cát. Hai ngày 18. Mậu Thìn và ngày mùng 6. Bính Thìn trùng với ngày sát chủ nên không dùng. Ngày Đinh Tỵ và Quý Tỵ, ngày Phạm Nguyệt Phá. Ngày 20. Canh Ngọ là ngày tốt dùng được. Ngày 12. Nhâm Tuất cũng là ngày tốt dùng được. Như vậy chúng ta đã xét xong ngày cát nhật nhập trạch, trong đó ta chọn được 4 ngày nhập trạch tốt, chúng tôi sẽ tổng hợp lại ở phía sau. Bây giờ chúng ta cùng xét tiếp các ngày tiếp theo. 24. Ngày Thiên Đức là những ngày Ất, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Mão, 15 Ất Sửu và ngày 25 Ất Hợi. 3 ngày này mặc dù là ngày Thiên Đức nhưng do phạm nhiều hung tinh nên cũng không dùng được. 25. Ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Canh, bao gồm ngày mùng 10 Canh Thân Phạm Thụ Tử, ngày 20 Canh Ngọ trùng với ngày cát nhật là ngày tốt, còn ngày 30 Canh Thìn Phạm ngày sát chủ không dùng được. 26. Ngày Nguyệt Đức là ngày Giáp, bao gồm ngày mùng 4 Sáp Dần, ngày 14 Sáp Tý trùng ngày Nguyệt Kỵ và ngày 24 Sáp Tuất. Như vậy ta dùng được 2 ngày mùng 4 Sáp Dần và ngày 24 Sáp Tuất. 27. Ngày Nguyệt Đức Hợp là ngày Kỷ, bao gồm các ngày
mùng 9 kỷ mùi, 19 kỷ tỵ, trùng ngày nguyệt phá và ngày 29 kỷ mão. Ba ngày này đều phạm những ngày xấu nên không dùng được. 28 ngày hoàng đạo là những ngày hợi, nhưng ngày hợi bị phạm sát nhiều nên ta không xét. 29 ngày minh đường là những ngày mùi, gồm có các ngày mùng 9 kỷ mùi có nguyệt đức hợp nên dùng được, còn ngày 21 tân mùi phạm nhiều sát ta không dùng. 30 ngày thiên ân bao gồm các ngày 14 giáp tý phạm nguyệt kỵ, 15 ất sửu có thêm thiên đức nên dùng được, ngày 16 bính dần, 17 đinh mão, 18 mậu thìn, 29 kỷ mão dùng được, 30 canh thìn, mùng 1 tân hợi, mùng 2 nhâm tý, mùng 3 quý sửu phạm tam nương không dùng được. 31 ngày mẫu thương là ngày thân và ngày dậu bị phạm sát chủ và thụ tử nên không dùng được. 32 ngày trực thành là ngày mùi bị phạm nhiều sát cũng không dùng được. 33 ngày trực khai là ngày dậu bị phạm ngày sát chủ nên bỏ qua. 34 ngày trực mãn là ngày sửu, chọn được ngày 15 ất sửu, còn ngày mùng 3 và 27 phạm tam nương không dùng được. 35 nhập trạch châu đường tháng đủ, mùng 2 nhâm tý tốt dùng được, mùng 8 mậu ngọ không phạm sát dùng được, mùng 9 kỷ mùi đã chọn và ngày 12 nhâm tuất đã chọn, ngày 15 ất sửu đã chọn, ngày 17 đinh mão có nhiều cát tinh chọn được, ngày 21 tân mùi chọn được, ngày 24 giáp tuất đã chọn, ngày 25 ất hợi, ngày 28 mậu dần và ngày 30 canh thìn phạm ngày sát chủ. Như vậy chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt nhập trạch trong tháng 10 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch cho việc nhập trạch đó là những ngày tốt sau. Một là ngày mùng 4 giáp dần kỵ những người tuổi thân, tốt cho những người tuổi hợi, ngọ, tuất và những người có thiên can là giáp và tân. Hai là ngày mùng 9 kỷ mùi kỵ những người tuổi sửu, tốt cho những người tuổi ngọ, hợi, mão và những người có thiên can giáp, mậu, canh. 3 là ngày 12 nhâm tuất kỵ những người tuổi thìn hợp những người tuổi mão, ngọ, dần. 4 là ngày 15 ất sửu kỵ những người tuổi mùi hợp những người tuổi tý, dậu, tỵ và những người có thiên can năm sinh là giáp, mậu. 5 ngày 16 bính dần kỵ những người tuổi thân hợp những người tuổi hợi, ngọ, tuất và những người có thiên can tân giáp. 6 là ngày 20 canh ngọ kỵ những người tuổi tý hợp những người tuổi mùi, dần, tuất và những người có thiên can là giáp, đinh, kỷ, tân. 7 là ngày 21 tân mùi kỵ những người tuổi sửu hợp những người tuổi ngọ, mão, hợi và những người có thiên can là giáp, mậu, canh. 8 là ngày 25 ất hợi kỵ những người tuổi tỵ hợp những người tuổi dần, mão, mùi và những người có thiên can là canh, bính, đinh, nhâm. 9 là ngày 24 giáp tuất kỵ những người tuổi thìn hợp những người tuổi dần, ngọ, mão. 10 là ngày 28 mậu dần kỵ những người tuổi thân hợp với những người tuổi hợi, tuất, ngọ và những người có thiên can là quý, giáp, tân. 11 là ngày 29 kỷ mão, kỵ những người tuổi dậu, hợp những người tuổi tuất, mùi, hợi và những người có thiên can là giáp, ất, nhâm quý. Đó là một ngày cắt lành nhập trạch trong tháng 10 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.